Ok anh em. Hello. Chào mừng anh em đã trở lại với Shinro Minh, Shinro của tạp Jinmy. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Jinmy. Rất vui vì hôm nay chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau với những clip. Thì hoạt động đợt này là bánh chiên 5G và cũng như là những một số cái hoạt động khác nó đã diễn ra ngày hôm qua rồi, đủ tích lũy 15 lần rồi vẫn chưa được. Đau vàng, lại là đau vàng, cái thứ mà khiến cho mình đau thương, khiến cho mình mất ha, phải nói là 4.000 vàng luôn. Cái đợt trước mình tiêu 4.000 vàng, đợt này chắc chắn mình không tiêu được rồi anh em, mình chỉ còn có 2.000 vàng thôi. Mình mà tiêu thì thực sự là không còn gì. Đừng Sabo. Rồi đợt này thì có hoạt động gì đây? Berry với lại nấu ăn với ra khơi tăng 50%. Ngoài ra chúng ta có lễ bao nạp 1.500, tức là 150.000, 150.000 tiền thiệt, nhận được một cái thời trang thất củ hải đá khắc ấn 125 x 25, 150 quặng bạc. Quặng bạc là để rèn ma khí. Kim cương cổ đại 20 cái là 500, 5 cái mảnh thôi để đồng tâm và 5 cái nguyên liệu hào hoa. Một cái là 50 địa hạt Haki Bá Vương và Sura 50 cái nhân 5 là được 250. Ngon. Cũng được đấy bạn. Nói chung mình thấy cũng được. Nhưng mà nạp 150 thì anh em nào có tiền thì nạp, chứ mình thì thua. Trước mình nạp 50 thôi là mình đã hết rất là nhiều tiền rồi. Bây giờ nạp 150 nó chắc sạc nghiệp luôn. Thì tôi lại gửi lời chúc các bạn buổi sáng vui vẻ tuyệt vời. Xin lỗi mình nhớ like rồi cái kênh như là luôn quảng cáo nhé. Nói chung là hôm nay cũng ngày cuối tháng rồi, mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình. Chuẩn bị mừng ngày 2 tháng 9 ngày về Quốc Khánh, thật là vui vẻ tuyệt vời. Rồi ok. Như các bạn đã biết thì ngày hôm qua mình đã chiêu mộ Doflamingo. Doflamingo mặt đẻo, đẻo cực kỳ đẻo luôn anh em. Trong đây thôi nè, có thể nói là mặt đẻo với Queen Bee. Đấy. Với cái hình dạng là một cái nụ cười nhếch mép, một cái nụ cười ám chỉ đầy mưu mô xảo quyệt của anh, thì anh được xếp vào những cái tướng thuộc hệ hạng bậc nhất về cái độ xảo quyệt và cái độ lừa đảo. Bên cạnh đó thì đeo mắt kính mát, không biết là làm gì. Cái kính này có tác dụng giúp anh ấy bớt cẩn thị, thì anh ấy đang quá già rồi anh em. Người ta tóc bạc, anh là tóc vàng luôn rồi anh ơi. Anh nó tiến quá đến mức độ là già nua rồi, cho nên phải đeo kính cận phiên bản màu hồng. Rồi, tiếp theo là về đồ đạc thì anh ấy khoác lên mình một cái bộ lông thú, mình cũng chả biết là lông của con gì nữa. Nhưng mà nói chung là bộ lông thú, biết là vậy thôi. Hiện tại thì nó cũng khá là cùi thôi, tại vì mình cũng chưa đầu tư nhiều. Các quỷ thì cũng chỉ mang tạm thôi. Bao vật cái kiểu mình cũng chỉ mang tạm thôi, chứ không phải là thật sự của nó. Sao lắc rồi ta? Mình thấy nó hơi lắc đó anh em. Nhân tiện thì bây giờ mình sẽ kế thừa trái ác quỷ sang cho rồi là mình dâu. Cái trái của râu trắng hiện tại của mình đang cấp 6. Mình không chơi nữa nhưng mà mình chuyển cả đồng lên dâu. Khá là tiếc vì ngày hôm qua mình đã chăm sóc level 20 luôn. Đáng ra thì mình không nên chăm sóc. Cái này kế thừa qua thì nó cũng kế thừa luôn level chăm sóc. Không được 20 nhưng mà chắc chắn cũng phải được mười mấy. Vậy cũng khỏe rồi đúng không anh em. Đây là trái tiếc quái thuộc vào dâm sát thương. Rồi ok. Rồi để khi khác kế thừa cũng được. Bây giờ thì mình lý đầu tiên mình sẽ cùng anh em đi phó bạn. Hiện tại có bạn 160 fan Fry. Chúng ta cùng Doflamingo mặt đẻo đi đi tấn công và đi tán tỉnh những cô gái. Thì mình cũng chả biết những cái thuyền này có những cô gái hay không, nhưng mà mình sẽ cùng anh em đi tán tỉnh những cô gái. Ok, đây có hai cô gái. Một cô gái sát thủ anh em, chém cho sắp mặt lờ luôn cho tán tỉnh gì. Cô gái này thì khá là ngoan hiền anh em. Nhìn mặt khá là ngoan hiền. Mình sẽ cố gắng tán tỉnh. Hehe. Chúc anh em sức khỏe cũng như là buổi sáng vui vẻ nha. Nhớ ủng hộ cho clip mình like, share, subscribe lên cái kênh và đặc biệt là cái đoạn cáo đấy. Mình không nhắc nhở bên kia nữa, mong là anh em sẽ ghi nhớ và ủng hộ cho mình là được. Rồi, cú đấm đầu tiên. Hồi máu vô giờ đâu bị cao rồi, thấy không thì anh ấy đã bị sấp mặt. Mặt đẻo chứ thật ra là luôn luôn sấp mặt anh em. Máu rất là yếu. Rồi, anh em này cầm cái chùy gai. Rồi, mang búng tơ đầu tiên, đánh thằng kéo xuống. Chỉ mục tiêu giảm nọ. Thành công và mặt anh vẫn đẻo xưa. Có vẻ như quyết định tán tỉnh cái con nhỏ ở dưới rồi, không có đụng chạm vô con nhỏ ngoan hiền, nên không biết là âm mưu gì đây. Rồi con nhỏ ngoan hiền, con nhỏ anh tấn sát thủ đã bị tấn công dồn dập và Minh Dâu vẫn nụ cười. Chúng ta cùng xem đầu tiếp theo đã Minh Dâu sẽ như thế nào. Một giọt em ơi, vẫn tiếp tục đánh với cái con sát thủ đó. Có vẻ như cái Minh Dâu là người thích cảm giác mạnh, anh không thích những sự ngoan hiền, anh chỉ thích những cảm giác mạnh, cảm giác sát thủ thôi anh em ơi. Ok, đấm nó đi. Như vậy là con gái của Doflamingo sắp chết rồi anh em. Chúng ta cùng xem Doflamingo bao đây.
anh ấy sẽ bao và bao như thế nào đây? Tất nhiên là bao tàng tem rồi. Anh ấy thì phân thân chi thuật gọi là cái tịch cậy của ninja ngàn năm có một. Chà, chà, chà. Rồi sau khi phân thân xong thì anh ấy đã như là mê hoặc được ai đó. Ý, mê hoặc được cô gái ngoan hiền rồi anh em ơi. Thì ra là hắn ta có mưu từ trước rồi, đánh cái con sát thủ rồi chỉ để là đánh lạc hướng thôi. Chết mẹ luôn. Trong cái con ngoan hiền nó không để ý anh em, nó kiểu cái thằng này không đụng chạm tới mình thì mình sợ cái gì. Ai về đâu làm phát chí mạng mê hoặc luôn. Ui trời ơi phê mê hoặc nè em. Mê hoặc hai người luôn, kinh. Hổ đen nè đấy, tết bờ mình sẽ mang hổ đen cho đâu là mình gầu vậy sẽ mạnh hơn. Anh đen này được mạnh máy bay chấp bờ nè, một con bé cưỡi phải thu thập độ chậm mạnh rồi để đâu mình gầu thể hiện cho hai cái con ở trên nè anh em. Các bạn xem đâu mình gầu thể hiện đây. Ôi trời ơi không chết của bác đen anh phân thân chi thuật. What? Không tin là yếu vậy luôn anh em. À, còn đau đớn cõi lòng khi mà Minh Dâu mặc đẹo thể hiện mà đéo thành công. Buồn thiệt chứ. Rồi bây giờ có cái ba cô gái luôn. Tiếp tục là cô gái ngoan hiền, cô gái sát thủ và một cô gái mới, cô gái võ sĩ. Cô gái này cô gái có võ nè, võ công cái thế, bạo lực gia đình, đánh đập chồng con các kiểu. Minh Dâu này không biết là có chinh phục được hay không, hay bị đánh sấp mặt đấy. Chúng ta cùng xem. Rồi, tiếp tục là thanh niên cú đấm chó và một thanh niên cầm chùy. Video mình đã tung cú đấm đầu tiên và lượng máu mất cũng khá là tương đối khấm khá. Ok. Nhưng mà chính kiểu này có chiêu nổi với hàng ngang ngon nha. Minh Dâu sức chiêu rồi. Minh Dâu vẫn lần này Minh Dâu đã quyết định là nhắm vào con gái bạo lực anh em. Thằng anh thích cảm giác mạnh. Đợt là Minh Dâu mình xin chính thức tuyên bố anh em biết đâu là Minh Dâu là người thích cảm giác mạnh. Anh ấy thích sự bạo lực, anh ấy eo có thích nhẹ nhàng tình cảm anh em ơi. Kinh quá đi. Đúng là mặt đẹo với cái khuôn mặt đẹo của nó thì nó luôn thích những cái cảm giác rồi là nó trớ treo mà những cảm giác nó khác người. Cảm giác chó điên anh em, bây giờ cái cảm giác gọi là ngu người. Anh ấy sẽ làm gì đây? Anh ấy sẽ làm gì đây? Anh ấy chiếc xe. Có những chiếc xe nó bóp kèn rất là thú vị anh em. Bóp kèn nhưng người muốn làm điếc tai người ta. Mày hả con? Ok ok ok. Minh Dâu của mình. Trời ơi là trời cái gì đây? Nó chơi một chiêu thì gần chết luôn. Minh Dâu quá mỏng manh anh em ơi. Dạ. Sau cái sự mỏng manh đó thì anh ấy đã quyết định không đánh con nhỏ bạo lực nữa. Anh ấy quá sợ rồi, anh ấy sợ bạo lực rồi. Anh ấy chỉ sang mục tiêu là hàng ngàn. Có máu liền anh em. Trời ơi, sống là phải có máu. Không có máu sao chết, sao sống được. Đây 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 đây, anh đã đầy cây rồi đây. Tuy anh là mặt đẹo, anh thích bạo lực nhưng anh luôn đầy cây máu. Rồi, vào đi, vào đi, phân thân chi thuật đâu. Kinh đấy. Được 150k, phải đái đi. Ủa mẹ cái vậy. Rồi xong luôn, nát tem rồi. Có một cái sự nát tem rất là nhẹ ở đây. Giờ mình Dâu đang bị chấn ván. Lần này có thể mình Dâu mình là người được hồi sinh đó các bạn. Nó là người thấp máu nhất tem mà. Đúng không? Anh em chính xác, cho nên nó chết thì nó sẽ được hồi sinh. Đập Lâm Dâu chính thức tuyên bố là anh cưng cả bầu trời, anh sẽ hồi sinh. Rồi thanh niên cú đấm chó đấm choáng người ta luôn. Ôi thật đáng lòng thanh niên. Minh Dâu vẫn chưa chịu chết anh em. Nó lì rồi. Tính ra nó cũng khá là lì đó. Ngoài áo chết. Đúng là thanh niên mặt đẻo. Rồi may qua được rồi. Mình nghĩ này cũng khó chết lắm anh em. Có đồng đội mình bảo kê thế sao chết. Rồi xong anh ấy đã chết. Anh ấy sẽ hồi sinh thôi. Anh đã trở lại đây. Anh ấy vẫn với một cái nụ cười nhếch mép. Anh ấy nói rằng anh đã trở lại. Anh đã trở lại và anh sẽ bao. Anh bao éo thất bại hết. Cuộc đời cái thằng mặt đẹo như thế này. Hay lắm, hay lắm. Hổ đen là phải như vậy. Ôi giời ơi. Mấy cái đứa này thật sự không đủ đẳng cấp để giết mình. Nhưng Dâu nó gà quá mới chết được bạn thôi anh em. Chứ thật sự là nó không có cái đủ tầm cao để giết với những thanh niên đồng đội của mình được. Ủa có quà luôn nè. Đánh nó có quà luôn mới ghê chứ. Trên đây có quà gì không? Không có luôn em ơi. Rồi nhận nhiệm vụ đây. It's you and I. Ok đã xong. Có vẻ là tới boss luôn nè anh em. Nhưng mà mình sẽ để dành để clip sau mình đánh Pan Pride.
mình rất là muốn xem thử các bạn tiếp theo sau Punch Drive là ai. Đây, ủa đâu phải Punch Drive, sao chúng ta đánh với Suzo nhỉ? What, ở đây rõ ràng nó ghi là Punch Drive mà. Adu, Adu, ngu ngươi. Rồi, ok. À, trải nghiệm về Domino Gold chỉ đơn giản thôi anh em, chúng ta không nên trải nghiệm nhiều nguyên liệu bá khí hào hoa nữa anh em. Cuối cùng thì mình cũng đã có được một hộp nguyên liệu bá khí hào hoa rồi. Trong đây sẽ có địa hạt Haki, Sawasura cũng như là cái đó. Đây, nguyên liệu bá khí hào hoa này. Đó là một bằng chứng cụ thể. Ở đây thì đấu trường 20 lần mình sẽ đánh luôn. Nếu vàng hoàn thành là sẽ được nhiêu nhiêu tiền nhiêu vàng ta. 100 vàng, khá là tiếc đi anh em, cho nên thôi mình để dành nó đi. Cái này được 10 lần, ngày mai mới đủ 15 lần. Ngày mai mình mới làm được cái album kia. Rồi ok, thế thì hôm nay mình sẽ đánh đấu trường 20 lần. Mình sẽ kiếm đứa nào đó yếu yếu một chút. À, thanh niên này đánh thử nha anh em. Thanh niên dương đâu gì đi. Ôi mẹ ơi cái gì vậy, sao mà nhiều xuống ra vậy. Vậy sao mình đánh lại. Thanh niên này giờ mình đầu tư khá là ghê đấy anh em. Ôi mẹ ơi chết luôn rồi. Rồi nó hồi sinh nè. Lao không thể nào hồi sinh cho bản thân anh ấy được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lao không hồi sinh được cho thanh niên. Mà bây giờ này nhiều sắc thương quá anh em ơi. À, giảm đủ cho thanh niên mặt đẻo à. Giết nó. Chiều chiều hồi máu của nhân vật chính của mình hồi không thấm cho Lao luôn rồi. Đúng rồi, chích Shige đi. Đấy, đừng cho nó đẻ trứng. Thanh niên nhân vật chính không bị chích rồi. Né tránh à. Em tin được. Video này khá là nguy hiểm đó các bạn. Để đấm mình là nhói xương đấy, không đùa đâu. Rồi Lao chết luôn. Ê, hai tem đều chết Lao trước. Đầu đớn thì. Ôi bậy bạ nha, đừng bắn bo của tôi chết nha. Bậy lắm nha. Quay. Quay. Đó, giảm nổ khí. Ừ, hoa đá, hoa đá, hoa đá. May rồi mình có thể hoa đá được một ai đó. Mình có thể hoa đá được một ai đó. Yeah, hoa đá trúng với Bell luôn. Luffy chết nè, Berona chết nè, nhân vật chính chết nè. Ồ, mình đã dự đoán sai nè, nó quá trâu. Berona quá trâu thì phải. Một giọt, một giọt. Trời. Kinh vãi. Tôi bỏ không chết. Máu kinh vời. Mà đánh thằng Lào sắp mặt mà đánh bò đồng đội thứ 6 mình không chết. Mình có được cái khiên một giọt giảm sát thương cực kỳ nhiều luôn. Chỉ có cái đòn thứ ba của nó là bị sát thương thôi. Nhưng mà không chết. Chết không em. Và không chết. Lì thiệt chứ. Lì thiệt chứ. Trời. Lì thiệt. Mà vẫn không chết. Lì nè. Mà để con bo giết mình mới nhục. Phải để con bo giết mình mới nhục. Trời ơi không chết nè. Không là lập kỷ lục luôn. Bo cân cả thế giới thiệt chứ. Mình có cảm giác buồn cười ở đây. Nhóc sát thủ dứt lâu chứ ngại gì nhóc sát thủ. Đâu trắng à. Chơi đâu trắng luôn anh em. Mới vô chiếc Shige được hai người thấy vui rồi đó. Thấy vui rồi đó. Mà rồi thanh niên này trâu quá. Thanh niên hơi trâu. Trái thiên mã và công nhận. Đâm lên gâu gần đai rồi kìa. Hôm nay đã được đánh một cái. Bắt à, phản kích nữa chứ. Yeah. Nhưng mà chính cũng yếu thôi. Thanh niên Lao này không chết. Trời ơi, nó chích ngay nhân vật chính của mình. Chích Shige nó, đúng rồi. Trời ơi, quá hay. Quá hay, để cho Bill anh đấm cho. Cái này thì win đằng trời rồi em. Mà cái vậy. Có cần phải kêu băng đạn để đấm anh vô. Rồi, mình giao chích Will luôn rồi. Này thì hổn cái anh này. Giết được râu trắng luôn, mới kinh nữa chứ. Một chiêu gì đẹp vậy anh em. Chiêu gì đẹp thế. Đánh ra mấy quả cầu giống như bên hệ tập lậu ấy. Chiêu này là tiếp lợi tinh băng hả? Tiếp lợi tinh băng sẽ nhìn đẹp vậy. Để có lát mình để ý kỹ lại. Mình thấy đánh ra mấy quả cầu các kiểu. Rồi nhưng mà chết luôn rồi. Mà đúng như mình dự đoán, như Bell là thằng nguy hiểm. Trời ơi, nó nguy hiểm vãi đái luôn á. Chết được một rốt. Hồi máu. Úi rồi, rồi đánh kìa. Hoa đá, hoa đá, hoa đá, hoa đá. Ui, chả hoa đá được rồi. Mày chơi tao hả mày? Hỗn lãng liền. Ơ tao tưởng mày đánh được. Tao tưởng mày đánh được con. Rồi đấm cái hồi máu lên lại nè. Ui xồi ôi. Ui rồi ôi. May quá nhân vật chính không chết. Không
mình còn kỹ năng một giọt nữa. Sao em? Sao mà chết anh được? Chết scare lại. Giờ mình hành hạ từ từ nè. Mình Adu em không tin được. Chết scare nó lại. Nãy hành hạ thành công pha kia là nó gần chết rồi. Đau đớn thì khóc chết luôn anh em. Mình thua rồi. Kiểu này xong. Đấm mình được cái hồi máu lên lại. Ôi đau. Trời chết đi beo luôn kìa. Thôi xong nát tem. Ây da. Mình thua phải nói là đang báo xui luôn. Đánh lại là win anh em. Đáng lòng thanh niên thì chứ. Thấy chưa? Mình nói rồi đánh mình phải thắng thôi. Mà đánh nốt mấy cái nữa cho nó đủ lần. Ui xòi rồi thua rồi. Rồi để đó khi nào hết thời gian mình đánh. Đây, cái clip đầu tiên của mình chỉ đơn giản vậy thôi. Mình mong là anh em có thể ủng hộ cho mình cũng như thằng Dom Linh Gâu. Bây giờ Dom Linh Gâu đã gia nhập được trận hình. Bây giờ Minh Gâu đã gia nhập được trận hình của mình rồi. Tuy là nó mặc đẻo nhưng mà anh em cũng thông cảm. Mặc đẻo nhưng mà nó là một đồng đội quý giá. Chúng ta không nên gọi là khinh thường nó và nên ủng hộ nó anh em. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình. Nhớ like video, subscribe đăng ký kênh. Còn thì clip quảng cáo nhiệt tình ủng hộ cho mình. Đó là cái thứ không thể thiếu được. Mong là anh em đừng có quên nha. Ôi chắc quỷ nhiều thế. Tôi đầy nữa rồi. Đang bớt mấy cái không cần thiết quá. Mấy cái này được bao nhiêu kìa. Đang nguyên tố 360 luôn anh em. Cũng được. Cũng khá ngon. Thay vì mình bán cái berry thì sao mình không quất vô đây cho nó kiếm đá năng lượng, đá nguyên tố nhỉ. Đúng không anh em? Ok. Công hiến thôi. Ok. 36.000 để lên được cấp 1. Hiện tại thì hoạt động cái ác ma không biết có không ta. Khi nào có cái hoạt động cái ác ma anh em nhớ hú mình tiếng để mình tham gia ấy nha. Giảm giá hôm nay thì vẫn bán mấy đồ này. Còn cái gì nữa ta? Giống như bên đào là cái tinh, lấy cái tinh hoa để mình chăm sóc giác quỷ. Rồi, nhân tố ác quỷ, này gọi là nhân tố ác quỷ. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của ngày hôm nay. Nhớ ủng hộ mình nhiệt tình nha anh em. Ok.